Xin chào các bạn, hôm nay Việt Nam Book xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Nước Nhật nhìn từ những thứ bình thường. Chắc có lẽ hình ảnh nước Nhật ở mọi người chỉ là hình ảnh của nước Nhật cổ xưa hoặc là hình ảnh của nước Nhật trước 1945. Tuy nhiên khi mọi người cầm trên tay cuốn sách Nước Nhật nhìn từ những thứ bình thường thì sẽ có một cảm nhận hoàn toàn khác về một Nhật Bản tuyệt vời qua những điều bình thường hơn bao giờ hết. Theo đánh giá từ giới chuyên môn, đây như là một cuốn cẩm nang tuyệt vời cho bất cứ ai muốn tìm hiểu về đất nước Nhật Bản. Cuốn sách Nước Nhật nhìn từ những thứ bình thường là 25 câu chuyện nhỏ, những câu chuyện bình thường về nước Nhật như chuyện về một nông gia Nhật Bản, chuyện người Nhật tốt hay không tốt, khi nghệ sĩ Nhật trở thành nghệ sĩ, lễ khai giảng của một trường mầm non Nhật Bản hay một năm sau thảm họa động đất Đông Nhật Bản, được gói gọn trong 184 trang sách quý giá. Tất cả những điều này giúp độc giả hiểu thêm về những điều lớn lao, những điều kỳ diệu mà người ta vẫn ngợi ca về con người Nhật. Đất nước Nhật chính là bắt nguồn từ những điều rất đỗi bình thường đó. Nhiều người nước ngoài nghĩ những chuyện trên là phi thường nhưng ở Nhật nó là những chuyện hết sức bình thường của cuộc sống hối hả thường ngày. Người Nhật không thích nói về anh hùng và ngượng ngùng khi bình luận về lòng yêu nước, thay vào đó họ hay lo lắng về bổn phận và danh dự. Đây là lời trích đầu tiên dẫn dắt các bạn vào một góc nhìn hoàn toàn mới lạ về một Nhật Bản đầy gần gũi và mạnh mẽ. Mở đầu cuốn sách là lời tâm sự của tác giả về lý do cho ra đời cuốn sách này. Bởi lẽ tác giả cho rằng khi trò chuyện với những người quan tâm tới Nhật Bản, tôi nhận ra rằng hình ảnh Nhật Bản của họ chỉ là hình ảnh của nước Nhật cổ xưa hoặc là hình ảnh của nước Nhật trước 1945. Không có những người biết đến nước Nhật hiện đại nhưng những thông tin ấy lại hướng vào huyền thoại. Đấy là điều vô cùng đáng tiếc bởi vì ngày càng có nhiều người Nhật quan tâm tới Việt Nam và rất hiểu về Việt Nam, tiếp xúc với họ hay đọc những gì họ viết. Tôi luôn có cảm giác họ không ngừng nhìn vào Việt Nam và rất hiểu Việt Nam. Ý nghĩa ấy đã thôi thúc tôi tập hợp những bài viết ngắn về Nhật Bản từng đăng tải trên trang cá nhân thành cuốn sách nhỏ này với mong muốn mang tới độc giả những thông tin bổ ích và thú vị về nước Nhật. Mặt khác, tác giả cũng đưa ra một lưu ý nhỏ dành cho mọi người như sau. Rất có thể hình ảnh nước Nhật trong cuốn sách này sẽ có những điểm khác biệt so với hình ảnh về nước Nhật trong các bạn. Đó là điều rất bình thường bởi vì nước Nhật ở đây là nước Nhật được nhìn qua con mắt của tôi, một người có những trải nghiệm khác với các bạn. Tại lễ ra mắt cuốn sách, tác giả đã dành nhiều thời gian để chia sẻ trực tiếp với độc giả những cảm nhận của mình về những đức tính, lịch sử, văn hóa của người Nhật và đặc biệt là về nền giáo dục cực kỳ hiệu quả của quốc gia này. Được biết, tác giả cuốn sách Nguyễn Quốc Phương là một tác giả trẻ sinh năm 1982 tại Tân Yên, Bắc Giang, đã tốt nghiệp khoa lịch sử Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2004. Anh là giảng viên khoa lịch sử Đại học Sư phạm Hà Nội từ 2004 đến nay. Nguyễn Quốc Phương từng được biết đến với những bài nghiên cứu và các tác phẩm dịch về đất nước, văn hóa Nhật Bản. Có thể kể đến một số tác phẩm sau như Cải cách giáo dục Nhật Bản, Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản, Hướng dẫn học tập môn xã hội, Lịch sử học là gì, Hướng dẫn học tập môn xã hội và các cuốn sách Yêu bí mật trong vườn, Giáo dục Việt Nam học gì từ Nhật Bản, Mùi của phố hương, Môn sử không chán nguyên tưởng. Theo đó, từ chính những trải nghiệm của mình, tác giả đã dẫn dắt độc giả qua những câu chuyện hấp dẫn bằng giọng kể vô cùng hiện đại và sinh động. Tại trang 11 của cuốn sách, bạn sẽ làm quen với một nông gia tên là Nai To cùng những suy nghĩ qua lối giản đơn của mình. Khi tác giả hỏi ông niềm vui lớn nhất của một nông gia là gì, ông cười rồi chỉ tay vào trái dưa hấu trên bàn, là chỉ gieo vài hạt giống nhỏ tí mà thu được cả trăm trái dưa lớn. Sau đó tác giả lại tiếp tục hỏi về nỗi buồn lớn nhất của nông gia là gì. Ông thở dài, là khi làm ra hàng hóa mà không có người mua. Hay tại trang 13 bạn sẽ tiếp nhận được một kiến thức khác, một góc nhìn mới lạ về những con người Nhật Bản. Thông thường người nước ngoài hay phàn nàn người Nhật cứng nhắc về nguyên tắc, nhưng thực tế vẫn có ngoại lệ. Tác giả đã đưa ra hai ngoại lệ khá thú vị liên quan đến chính trải nghiệm của tác giả đang chờ đón bạn từ trang 17 đến 19. Khi mới đến Nhật Bản du học, tôi cũng muốn và cố gắng đến những địa danh nổi tiếng ở Tokyo, Nara, Hiroshima. Nhưng qua một thời gian sống ở Nhật, tôi chợt nhận ra rằng vẻ đẹp và sự hấp dẫn của nước Nhật không chỉ nằm ở đó. Có những thứ bình thường nhìn thấy hàng ngày nếu quan sát kỹ vẫn có những vẻ đẹp và sự hấp dẫn riêng, gợi nhiều suy nghĩ. Là lời tâm sự của tác giả khi chợt nhận ra tại Nhật Bản còn rất nhiều những vẻ đẹp dựa trên sự bình thường và giản dị, là một phút ngộ nhận với cuộc sống đầy hối hả này. Cuối cùng, với những câu chuyện đã đọc qua, những sự việc đã được trải nghiệm, tác giả đã đưa vào lời văn của mình một thực tế không thể phủ định. Đó là, bây giờ, trong cuộc sống đầy những âu lo, chúng ta thường hay mơ bản thân hay con cái sẽ thành thiên tài, triệu phú hay siêu sao nổi tiếng. Chúng ta cũng hay mơ người nước mình sẽ giật giải Nobel hay xuất hiện những vị anh hùng cứu nhân độ thế. Mơ ước cháy bỏng là như thế nhưng dường như chúng ta vẫn chưa đủ dũng cảm và nhận thức để biết sống và dám sống như một người bình thường. Nói cách khác, chúng ta đang thiếu những người bình thường làm được những điều bình thường, có lẽ biết sống như một người bình thường và làm được những điều bình thường đang là thử thách lớn nhất đối với chúng ta. Nếu chưa tin, bạn hãy thử sống như thế sẽ rõ. Tôi đã từng đọc qua một đoạn văn khá hay và đoạn văn đó dường như nói lên được ý nghĩa thật sự của một cuộc sống bình thường và làm những điều bình thường. Bởi lẽ có những cơ
cơn đau là cần thiết, có những tàn phai là dấu hiệu của hồi sinh, có những mất mát để được trở về. Nếu chúng ta cứ gieo cay nghiệt về phía người, nếu chúng ta cứ đẩy bão giông về phía cuộc đời, chẳng bao giờ chúng ta bắt gặp được một cánh đồng hoa bình an, hạnh phúc, bởi có những thứ chỉ lớn lên, chỉ bừng nở trong chính trái tim của